Chào các em, cô tên là Lê Thị Dung. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em bài số 3, sinh học lớp 11, bài thoát hơi nước. Trong bài này gồm có các nội dung như sau. Thứ nhất là vai trò của thoát hơi nước. Thứ hai là thoát hơi nước qua lá. Nội dung thứ ba là các nhân ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước. Và cuối cùng là cân bằng nước và tưới tiêu hợp lý cho cây trồng. Cùng tìm hiểu một mục La Mã vai trò của quá trình thoát hơi nước. Các em quan sát hình, lượng nước do rễ hút vào có đến 98% thoát ra ngoài bằng con đường thoát hơi nước. Chỉ 2% nước được giữ lại tạo môi trường cho các hoạt động sống, trong đó có quá trình chuyển hóa vật chất và tạo vật chất hữu cơ cho cơ thể. Do đó, thoát hơi nước có vai trò quan trọng, đó chính là tạo động lực đầu trên trong dòng mạch gỗ. Nhờ có thoát hơi nước mà nước được vận chuyển liên tục, đồng thời các ion khoáng và các chất tan khác từ rễ được vận chuyển đến mọi cơ quan của cây trên mặt đất, tạo môi trường liên kết cho các bộ phận trong cây, đồng thời giúp tạo độ cứng cho thực vật thân thảo. Vai trò thứ hai của quá trình thoát hơi nước là nhờ có quá trình thoát hơi nước mà khí quyển mở ra, giúp cho CO2 bên ngoài không khí có thể khuếch tán vào trong lá, cung cấp nguyên liệu cho quang hợp ở thực vật. Vai trò thứ ba là thoát hơi nước giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào những ngày trời nắng nóng, đảm bảo cho các quá trình sinh lý xảy ra bình thường. Nhiệt độ của lá cây đang thoát hơi nước mạnh có thể thấp hơn nhiệt độ của lá đang héo đến 7 độ C. Hai La Mã thoát hơi nước qua lá. Chúng ta cùng tìm hiểu một mục nhỏ lá là cơ quan thoát hơi nước. Bởi vì cấu tạo của lá thích nghi với chức năng thoát hơi nước. Chúng ta cùng quan sát bảng số 3, kết quả thực nghiệm của Garo. Dựa vào bảng 3, chúng ta thấy số lượng khí khổng có vai trò quan trọng trong sự thoát hơi nước ở lá cây. Và mặt dưới của lá có nhiều khí khổng hơn so với mặt trên và lượng nước thoát ra nhiều hơn. Đối với cây thường xuân thì mặt trên không có khí khổng, không có hơi nước thoát ra. Điều này chứng tỏ thoát hơi nước xảy ra qua khí khổng. Riêng đối với cây đoạn thì mặt trên không có khí khổng nhưng hơi nước vẫn thoát ra. Vậy chứng tỏ thoát hơi nước không chỉ xảy ra qua khí khổng mà còn xảy ra qua một cấu trúc phủ trên bề mặt lá, đó chính là qua lớp cutin. Đang quan sát hình. Trên bề mặt lớp biểu bì trên và phủ lớp biểu bì dưới là lớp cutin. Vậy lớp cutin này là do các biểu bì lá tiết ra phủ toàn bộ biểu bì lá, bề mặt lá trừ khí khổng. Vậy là những nơi nào có khí khổng thì lớp cutin không phủ lên. Chúng ta tiếp tục quan sát hình. Nước được vận chuyển trong mạch gỗ của rễ lên thân qua cành rồi đến gân lá. Sau đó, nước này được vận chuyển đến các tế bào mô dậu và các tế bào mô xốp rồi thoát ra ngoài qua khí khổng. Đồng thời với sự thoát hơi nước là CO2, từ không khí được vận chuyển vào bên trong mô xốp của lá làm nguyên liệu cho quang hợp. Đồng thời khí oxy do quang hợp tạo ra cũng đi ra ngoài theo con đường thoát hơi nước qua khí khổng. Chúng ta lưu ý khí khổng chủ yếu phân bố ở mặt dưới lá là bộ phận thoát hơi nước của lá. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu khí khổng chủ yếu phân bố ở mặt trên? Nếu khí khổng phân bố chủ yếu mặt trên thì khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống, lượng nước thoát ra rất nhanh và lá sẽ nhanh chóng bị mất nước, ảnh hưởng đến các hoạt động sống ở cơ thể thực vật. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu mục hai nhỏ hai con đường thoát hơi nước, đó là con đường qua khí khổng và qua lớp cutin. A. Con đường qua khí khổng. Qua khí khổng là chủ yếu, vận tốc nhanh và lượng nước thoát ra nhiều. Vậy việc thoát hơi nước qua khí khổng phụ thuộc vào việc điều tiết độ mở của khí khổng, mà độ mở của khí khổng lại phụ thuộc chủ yếu vào hàm lượng nước trong tế bào của khí khổng. Vậy trước khi đi vào cơ chế đóng mở của khí khổng, chúng ta cần phải hiểu được
Khí khổng là gì? Cấu trúc của khí khổng như thế nào? Chúng ta quan sát hình. Đây là một khí khổng. Mỗi khí khổng gồm có hai tế bào hình hạt đậu úp vào nhau. Đây là thành ngoài của một tế bào hạt đậu và thành ngoài thì mỏng hơn so với thành trong. Thế nên, khi mà nước từ các tế bào và các mô lân cận di chuyển vào bên trong tế bào khí khổng, thì làm cho thể tích của khí khổng tăng lên vì thành ngoài mỏng hơn, cho nên là thành ngoài căng ra nhanh hơn, đồng thời tạo ra một lực kéo, kéo thành trong cong theo, làm cho khí khổng mở. Trường hợp thứ hai, khi tế bào khí khổng mất nước, thì lúc này á, thành mỏng hết căng, không có lực kéo, do đó thành dày duỗi thẳng và khí khổng đóng lại. Lượng nước thoát ra sẽ giảm. Và chúng ta lưu ý là khí khổng không bao giờ đóng hoàn toàn. Con đường thứ hai, thoát hơi nước qua lớp cutin. Sự thoát hơi nước qua lớp cutin là không đáng kể và lớp cutin phủ bên ngoài biểu bì của lá, phủ biểu bì trên và biểu bì dưới trừ khí khổng. Chúng ta lưu ý, nếu như lớp cutin càng dày thì thoát hơi nước càng giảm và ngược lại. Vậy thoát hơi nước qua cutin phụ thuộc vào độ già của lá. Khi lá còn non thì lớp cutin mỏng và lượng nước thoát ra là nhiều nhất. Ở lá trưởng thành thì lớp cutin càng dày và lúc này tốc độ thoát hơi nước qua cutin là thấp nhất. Đối với lá già thì thoát hơi nước qua cutin bắt đầu tăng dần từ lá trưởng thành đến lá già. Bởi vì ở những lá già thì lớp cutin có hiện tượng bị rạn nứt và có sự thoát hơi nước qua lớp cutin. Tiếp theo mục 3 La Mã, các tác nhân ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước. Khi nói đến các tác nhân gây ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước thì những tác nhân này có ảnh hưởng đến độ mở của khí khổng. Bởi vì độ mở của khí khổng càng rộng thì thoát hơi nước càng nhanh. Do vậy, những tác nhân mà ảnh hưởng đến độ mở của khí khổng sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước ở thực vật. Tác nhân thứ nhất đó chính là nước. Hàm lượng nước hay điều kiện cung cấp nước. Thứ hai là độ ẩm không khí. Ví dụ, vào ban đêm, độ ẩm không khí cao, tốc độ thoát hơi nước cũng giảm. Tác nhân thứ hai đó là ánh sáng. Khí khổng mở ra khi cây được chiếu sáng. Độ mở của khí khổng sẽ tăng từ sáng đến trưa và nhỏ nhất là lúc chiều tối. Và lưu ý là khí khổng không đóng hoàn toàn, ban đêm khí khổng vẫn hé mở. Tác nhân thứ ba là nhiệt độ, tác nhân thứ tư là gió. Và những ngày trời nắng nóng và có nhiều gió thì thoát hơi nước ở thực vật xảy ra với tốc độ nhanh và nhiều. Tác nhân thứ năm là một số ion khoáng. Ví dụ ion kali. Khi ion kali từ các tế bào và mô lân cận di chuyển vào tế bào khí khổng thì nó cũng làm cho áp suất thẩm thấu của tế bào khí khổng tăng lên và kích thích nước từ bên ngoài di chuyển vào bên trong khí khổng, làm cho thể tích của khí khổng tăng, làm cho thành ngoài căng ra nhanh hơn, kéo thành trong, cong theo, làm cho khí khổng mở. Đó là năm tác nhân ảnh hưởng đến độ mở của khí khổng sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước ở cây. 4 La Mã, cân bằng nước và tưới tiêu hợp lý cho cây trồng. Thứ nhất, chúng ta tìm hiểu về cân bằng nước. Cân bằng nước ở thực vật được tính bằng sự so sánh lượng nước cho rễ hút vào, ký hiệu là A lớn, và lượng nước thoát ra, ký hiệu là B lớn. Đây là trường hợp cây dư nước, cây vẫn sinh trưởng phát triển bình thường, cây thiếu nước thì lá héo. Vậy trường hợp thứ nhất khi A bằng B, tức là lượng nước do rễ hút vào bằng lượng nước thoát ra, thì mô tế bào của cây vẫn đủ nước và cây phát triển bình thường. Trường hợp thứ hai khi A lớn hơn B, thì mô của cây dư thừa nước. Lúc này cây vẫn sinh trưởng phát triển bình thường. Trường hợp tiếp theo khi A nhỏ hơn B, thì lúc này đó là lượng nước thoát ra nhiều hơn so với lượng nước mà rễ hút vào.
gây ra hiện tượng mất cân bằng nước ở thực vật, làm cho lá héo, sinh trưởng của cây sẽ giảm xuống, thậm chí là chết, do đó năng suất của cây cũng giảm. Tiếp theo là tưới tiêu hợp lý cho cây trồng. Vậy tưới tiêu hợp lý cho cây trồng nhằm mục đích gì? Đó chính là để đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển bình thường cho năng suất cao. Vậy làm cách nào để tưới tiêu hợp lý cho cây trồng? Chúng ta cần phải trả lời được ba câu hỏi sau. Thứ nhất là khi nào cần tưới nước và lượng nước cần tưới là bao nhiêu, cách tưới như thế nào. Vậy việc tưới tiêu hợp lý cho cây trồng này chúng ta cần phải dựa vào từng loại cây, tức là đặc điểm di truyền của từng loại cây và trong từng giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây mà chúng ta tưới nhiều hay tưới ít, tưới ẩm hay tưới ngập đối với từng loại cây. Tưới tiêu hợp lý cần dựa vào đặc điểm của đất, đó là đất cát hay đất mặn, đất thoát nước mạnh hay đất giữ nước, dựa vào điều kiện của thời tiết, dựa vào áp suất thẩm thấu, hàm lượng nước và sức hút nước của lá cây, chúng ta xác định được nhu cầu nước của cây nhiều hay ít để chúng ta cần tưới nước cho cây. Ví dụ, cây lúa ở giai đoạn còn non, đây là giai đoạn đang sinh trưởng phát triển mạnh, cần rất nhiều nước và đặc điểm của cây là phải tưới ngập nước. Đó là tưới tiêu hợp lý cho cây trồng. Chúng ta cùng trả lời một số câu hỏi để củng cố nội dung bài học. Câu thứ nhất, thoát hơi nước có những vai trò nào sau đây? Vai trò thứ nhất của thoát hơi nước chính là tạo động lực đầu trên cho dòng mạch gỗ, giúp cho khí khổng mở ra để cho CO2 khuếch tán vào trong lá, cung cấp cho quang hợp và giúp hạ nhiệt độ của lá vào những ngày trời nắng nóng. Vậy các ý 1, 2, 3 chính là ba vai trò của thoát hơi nước, do đó phương án đúng là câu B. Câu số 2. Phần lớn nước do rễ cây hút vào được thải ra ngoài môi trường nhờ hiện tượng. Đó chính là câu B, thoát hơi nước qua lá. Câu số 3. Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có các đặc điểm là. Đặc điểm của con đường thoát hơi nước qua khí khổng đó chính là vận tốc lớn và được điều chỉnh bằng việc đóng mở của khí khổng. Chúng ta chọn phương án A. Câu số 4. Khi tế bào khí khổng no nước thì. Khi tế bào khí khổng no nước thì làm cho thành mỏng của tế bào khí khổng căng ra. Khi thành mỏng căng làm cho thành dày căng theo, lúc này khí khổng mở ra. Đây là câu hỏi về cơ chế đóng mở của khí khổng. Câu số 5 cho các nhân tố sau. Có 5 nhân tố. Có bao nhiêu yếu tố liên quan đến điều tiết độ mở của khí khổng và nhân tố nào là chủ yếu? Nhân tố thứ nhất liên quan đến điều tiết độ mở của khí khổng đó chính là hàm lượng nước trong tế bào khí khổng và đây cũng chính là nhân tố chủ yếu. Nhân tố tiếp theo đó chính là nhiệt độ môi trường, gió và các ion khoáng. Vậy chúng ta có các ý 1, 3 và 4. Và trong ba ý này, chúng ta có ý số 1 là chủ yếu, do đó phương án đúng là câu A. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong bài số 3 thoát hơi nước. Chúc các em ngày càng tiến bộ và thành công.